Chương 5. Quan hệ giữa cha mẹ và con. 1.1. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con. Điều 68. Bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con. 1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại luật này, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ. 2. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ, đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình, được quy định tại luật này, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. 3. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại luật này. Luật nuôi con nuôi, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. 4. Mọi thỏa thuận của cha mẹ con liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Điều 69. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ. 1 thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiểu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. 2. Trong nom nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 3 giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. 4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới tính hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động. Không được sử dụng ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Điều 70. Quyền và nghĩa vụ của con. Một, được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật, được học tập và giáo dục, được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Hai, có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. 3 con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ được cha mẹ trông nom nuôi dưỡng chăm sóc. Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 4. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình, đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình. 5. Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình. Điều 71. Nghĩa vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng. 1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 2. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau và yếu khuyết tật. Trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ. Điều 72. Nghĩa vụ và quyền giáo dục con. 1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận, làm gương tốt cho con về mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan tổ chức trong việc giáo dục con. 2. Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề, tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con. 3. Cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, tổ chức, hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con khi gặp khó khăn không thể tự giải quyết được. Điều 73. Đại diện cho con 1. Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự trừ trường hợp con có người khác làm giảm hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật. 2. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 3. Đối với giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đưa vào kinh doanh của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự thỏa thuận của cha mẹ. 4. Cha mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản của con được quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này và theo quy định của Bộ luật dân sự. Điều 74. Bồi thường thiệt hại do con gây ra Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự. Điều 75. Quyền có tài sản riêng của con. 1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con. 2. con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình, đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập. Ba, con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của luật này. Điều 76. Quản lý tài sản riêng của con một Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý. 2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. 3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định tại Bộ luật dân sự. Người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó, hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người khác giám hộ quản lý theo quy định của Bộ Luật Dân Sự. Điều 77 Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. Một Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con. Nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. 2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc sử dụng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. 3. Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện. Điều 78 Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi một Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con được quy định trong luật này kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của luật nuôi con nuôi. Trong trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của tòa án thì quyền nghĩa vụ của cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. 2. Quyền nghĩa vụ của cha đẻ mẹ đẻ và con đã làm con nuôi của người khác được thực hiện theo quy định của luật nuôi con nuôi. 3. Quyền nghĩa vụ giữa cha đẻ mẹ đẻ và con đẻ được khôi phục kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt. Trong trường hợp cha đẻ mẹ đẻ không còn hoặc không có đủ điều kiện để nuôi con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi và chỉ định người giám hộ cho con theo quy định của Bộ luật dân sự. Điều 79. Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc chồng 1. Cha dưỡng mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trong nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng của bên kia cùng sống chung với mình theo quy định tại các điều 69, 71 và 72 của luật này. 2. Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dưỡng mẹ kế cùng sống chung với mình theo quy định tại điều 70 và điều 71 của luật này. Điều 80. Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Trong trường hợp con dâu con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì giữa các bên có các quyền nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau theo quy định tại các điều 69, 70, 71 và 72 của luật này. Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn. 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, theo quy định của luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. 2. Vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con. Trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. 3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Điều 82 nghĩa vụ quyền của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn một cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi hai cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con ba sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con có quyền nghĩa vụ thăm non con mà không ai được cản trở Cha mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm con để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. 1 cha mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại điều 82 của luật này. Yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình. 2. Cha mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Điều 84 thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. một Trong trường hợp có yêu cầu của cha mẹ hoặc cá nhân tổ chức được quy định tại khoảng 5 điều này, tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. 2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. B. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con. 3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên. 4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. 5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm B khoảng 2 điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. A, người thân thích, B, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, C, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, D, hội liên hiệp phụ nữ. Điều 85. Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. 1. Cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây. A, bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. B. Phá tán tài sản của con. C. Có lối sống đồi trụy. D. Xúi dục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của luật này ra quyết định không cho cha, mẹ, trông non, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 1 năm đến 5 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này. Điều 86 người có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên một cha mẹ người giám hộ của con chưa thành niên theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên hai cá nhân cơ quan tổ chức sau đây theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên A. Người thân thích B. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình C. Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em D. Hội liên hiệp phụ nữ 3. Cá nhân cơ quan tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 85 của luật này có quyền đề nghị cơ quan tổ chức quy định tại các điểm B, C và D khoảng 2 điều này yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên điều 87 hậu quả pháp lý của việc cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên một trong trường hợp cha hoặc mẹ bị tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên thì người kia thực hiện quyền trông nom nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục con quản lý tài sản riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con hai Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và luật này trong các trường hợp sau đây. A. Cha và mẹ đều bị tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. B. Một bên cha, mẹ không bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nhưng không đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với con. C một bên cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên và chưa xác định được bên cha mẹ còn lại của con chưa thành niên ba cha mẹ đã bị tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con